Những năm qua tại Hưng Yên, trong khi công nghiệp phát triển thì các tổ chức đảng, đảng viên tại doanh nghiệp chưa có nhiều, đặc biệt là khối doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân. Khắc phục tình trạng này, tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên ban hành nghị quyết số 15 về xây dựng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, công đoàn, đoàn thanh niên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Qua gần 2 năm thực hiện, đã có một số cách làm hay sáng tạo nên đã phát triển được nhiều tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Để thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc xác định việc đầu tiên vẫn là vận động tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có uy tín, chấp hành nghiêm các quy định, các chính sách của nhà nước của tỉnh Hưng Yên về nghĩa vụ thuế, môi trường, chính sách bảo hiểm. Nhờ vậy mà ngay trong năm 2022, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập được hơn 20 tổ chức cơ sở đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Anh em ở trong công đoàn cũng nắm bắt cái tư tưởng nguyện vọng của các cái đoàn viên của mình, thì cái việc mà giới thiệu quần chúng đi học quần thành đảng là cũng tương đối được thuận lợi. Đấy, và cũng thông qua cái kênh đó thì cũng nắm bắt được cái nguyện vọng cũng như là cái mức độ ủng hộ của các chủ doanh nghiệp đến cái việc mà tham gia vào học quần tỉnh cũng như là hướng tới là kết nạp đảng của các cái công nhân lao động trong các nhà máy. Sau khi được tuyên truyền vận động, giám đốc công ty kết cấu thép Hưng Yên là ông Nguyễn Xuân Hoàn, vốn là một đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã bàn bạc với ban giám đốc công ty để rà soát lại số cán bộ công nhân là đảng viên đang làm việc tại doanh nghiệp. Sau đó, đăng ký với đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Sau khi thành lập chi bộ thì chúng tôi nhận thức rất rõ đó là cái việc mà nó là rất đúng đắn. Bản thân người lao động khi được đứng trong đội ngũ của đảng thì tinh thần và thái độ làm việc khác hẳn, đó là rất tốt. Khi mà có chi bộ thì mọi việc hướng dẫn chỉ đạo từ cấp trên xuống cấp dưới nó rất là thông suốt. Sau 6 tháng thì chi bộ đã phát triển, được kết nạp thêm 4 đảng viên mới nữa. Khi chi bộ công ty kết cấu thép Hưng Yên được thành lập, ngoài duy trì thường xuyên các buổi sinh hoạt và nghiêm túc thực hiện các quy định của đảng, ông Nguyễn Xuân Hoàn còn vận động hai chủ doanh nghiệp khác tại Hưng Yên là các đối tác làm ăn lâu năm thành lập chi bộ. Đầu năm 2022, giám đốc công ty may Thiên Sơn Vũ Thanh Tùng chưa phải là đảng viên. Song khi được tổ chức đảng vận động, ông Tùng đã đi học lớp cảm tình đảng do huyện ủy Phù Cử tổ chức. Đến tháng 9 năm 2022, ông Tùng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Ông là đảng viên duy nhất là giám đốc doanh nghiệp trong khối kinh tế tư nhân tại Hưng Yên được kết nạp đảng sau khi tỉnh ủy Hưng Yên có nghị quyết số 15 về xây dựng phát triển tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Cũng xuất thân từ trong gia đình làm cán bộ, nhiều người là đảng viên. Và tôi thấy là đối với doanh nghiệp, đảng là cái nơi mà gắn kết với giai cấp công nhân. Và ở trong công ty thì có rất nhiều các đảng viên đang sinh hoạt tại địa phương. Ý thức được việc đấy thì chúng tôi cũng thành lập cái chi bộ để sinh hoạt, để gắn kết với các anh em trong công ty và để được sinh hoạt nó thuận lợi hơn. Đặc thù các quần chúng được cử đi học cảm tình đảng đang làm việc tại các doanh nghiệp, trong khi các doanh nghiệp này lại chưa có tổ chức đảng. Vì vậy mà Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên sau khi tổ chức lớp học đều thành lập các nhóm có sự hỗ trợ của cán bộ của Đảng ủy và cán bộ của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên làm trưởng nhóm để trao đổi hướng dẫn lãnh đạo doanh nghiệp, quần chúng, các thủ tục để chuẩn bị khi có đợt thì sẽ tổ chức kết nạp đảng. Vừa qua thì em có được tham gia lớp cảm tình đảng online ạ. Em thấy hình thức học online rất là thuận tiện cho công nhân chúng em ạ, thì đỡ mất thời gian phải đi lại xa xôi, vẫn hoàn thành tốt công việc của công ty đấy ra và vẫn hoàn thành được lớp học cảm tình đảng. Các cấp ủy đảng tại Hưng Yên luôn xác định cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Cùng với các cấp chính quyền chủ động tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ doanh nghiệp để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân mà đã có đảng viên thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi, nhất là các đồng chí mà là lãnh đạo các đơn vị kinh tế tư nhân thì đây là điều kiện rất tốt để các đồng chí tuyên truyền và vận động
đối với những người lao động để tham gia vào tổ chức và trở thành đảng viên